kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự trưa phát sóng vào lúc 11 giờ 45 phút các ngày trong tuần. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự trong nước và quốc tế trong 15 phút của chương trình hôm nay. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Kỷ niệm 20 năm khu kinh tế Đình Vũ. 6 nghi can liên quan tới vụ đánh bom ga tàu điện đã bị bắt giữ. Chiều 5 tháng 4 tại Nhà hát thành phố diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ. Tới dự có ông Rudi Fierland, chủ nhiệm văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Vương quốc Bỉ. Đại sứ tham tán thương mại các nước Bỉ, Séc, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo ban ngành trung ương và đông đảo các vị khách quốc tế. Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện các sở ngành thành phố. Hiện khu công nghiệp thu hút 68 dự án đầu tư với tổng số vốn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30% FDI vào thành phố, tập trung chủ yếu là các ngành công nghiệp hóa chất hóa dầu, công nghiệp tổng hợp, dịch vụ logistics. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có đóng góp khá cho ngân sách thành phố, bảo đảm đời sống cho gần 10.000 lao động. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định, cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Hải Phòng đang có những bước đột phá mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư. Chỉ trong 2 năm 2016-2017, một loạt các dự án được khởi công cho thấy quyết tâm phát triển bứt phá của thành phố. Thành công của khu công nghiệp Đình Vũ không chỉ là minh chứng rõ nét về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư thành phố Hải Phòng, mà còn khẳng định sự hợp tác hiệu quả bền chặt giữa hai đất nước, Bỉ và Việt Nam. Dấu mốc 20 năm phát triển của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ đã thể hiện đóng góp to lớn của doanh nghiệp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và đất nước. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Daiwa Nhật Bản và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ về phát triển công nghiệp xanh. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Thành ủy trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trao bức chướng và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có những đóng góp quan trọng cho sự hình thành và phát triển 20 năm qua của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng. Trong quý 1, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban dân vận các cấp đã tập trung tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận. Ban dân vận các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng tâm trạng của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương, đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, phát động hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Trong quý 2, công tác dân vận tập trung vào việc nắm tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú ý nắm tình hình ở những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc như tôn giáo, dân tộc, đền bù giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, qua đó tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các điểm nóng vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, quý 1 năm 2017, huyện ủy An Dương đạt nhiều kết quả quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, huyện ủy An Dương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Hết quý 1, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 141 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 65 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài 4 xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, hiện trung bình các xã trên địa bàn đạt 17,34 tiêu chí, cao hơn so với bình quân chung của toàn thành phố. Quý 2, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện ủy An Dương tập trung lãnh đạo chỉ đạo là tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, nâng cao công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai với sự tham dự của đại diện các trường học trên địa bàn thành phố. Quận Ngô Quyền là một trong những địa phương tại Hải Phòng thụ hưởng dự án nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Cụ thể, dự án đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn tới học sinh, giáo viên tại nhiều trường học, tổ chức các sân chơi tìm hiểu về biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai, hỗ trợ hoạt động tập huấn bơi cứu đuối, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, phân tích và làm rõ lợi ích trong việc trải nghiệm và tập huấn kiến thức kỹ năng bảo vệ môi trường với lứa tuổi học sinh,
học hỏi cập nhật kiến thức tại nhiều nước tiên tiến về giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Hội thảo còn có ý nghĩa to lớn trong mục tiêu lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong các trường học nói riêng và cộng đồng nói chung. Tiếp theo là cụm tin vắn. Trường Trung học Phổ thông Kiến An Hải Phòng vừa tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng cho học sinh toàn trường. Với đề tài tìm hiểu về phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên gắn với lịch sử đất nước con người Việt Nam, chương trình là chuỗi các câu hỏi kiến thức bổ ích và thú vị với học sinh tham gia, đồng thời có ý nghĩa đặc biệt trong việc tuyên truyền lịch sử đoàn thanh niên Việt Nam, bồi đắp tình yêu của tuổi trẻ với quê hương đất nước. Sáng nay, mùng 10 tháng 3 âm lịch, lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng đã được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng Phú Thọ. Ước tính có trên 3 triệu lượt du khách về với Đền Hùng trong dịp này. Nhiều người đã ngủ qua đêm tại khu vực ghế đá, bãi cỏ để có thể tham dự giây phút thiêng liêng của buổi lễ giỗ tổ của đất nước. Ban quản lý khu di tích đã lên nhiều phương án để tránh tình trạng quá tải, dẫn đến chen lấn xô đẩy như trong dịp lễ giỗ tổ năm ngoái. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, sự quyết tâm cao của các cấp chính quyền trong việc lập lại trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân triển khai thực hiện mô hình liên kết 4 phường bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuyến đường Nguyễn Công Hòa. Tuyến đường này có chiều dài hơn 1 km đi qua 4 phường Niệm Nghĩa, Trần Nguyên Hãn, An Dương và Lam Sơn. Dọc tuyến có 115 hộ kinh doanh, phần lớn các hộ đều lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi bán hàng. Ngoài ra, hơn 20 ngõ ngách thông qua các tuyến phố lớn đều tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn giao thông chưa đồng bộ dẫn đến việc đã xảy ra không ít các vụ va chạm giao thông. Để khắc phục những tồn tại trên, Ủy ban Nhân dân 4 phường đã thống nhất triển khai mô hình mang tên Liên kết 4 phường đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuyến đường Nguyễn Công Hòa và ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình này. Ngay sau lễ ký kết, công an các phường phối hợp với lực lượng trật tự đô thị đã ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự đường hè, phối hợp tháo dỡ lều, bạt, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, sai quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên toàn tuyến. Để chào đón các nguyên thủ quốc gia đến từ 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 2.000 bộ trưởng cùng các quan chức cấp cao, 3.000 nhà báo và 5.000 doanh nhân, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã lựa chọn Audi là đơn vị tài trợ xe chính thức của sự kiện này. Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2017, Audi Việt Nam sẽ nhập về 319 xe Audi để phục vụ APEC 2017. Audi đã sản xuất 5 mẫu xe phiên bản giới hạn để phục vụ riêng cho sự kiện này. Mỗi mẫu xe được lựa chọn những trang thiết bị khác nhau và được quyết định sau khi có sự đồng thuận giữa nhà nhập khẩu chính hãng Audi tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Audi cũng sẽ đào tạo tập huấn lái xe cho 600 học viên thuộc lực lượng an ninh Việt Nam để hỗ trợ sự kiện. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, nông dân trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã mạnh dạn trồng các loại hoa tươi đáp ứng nhu cầu thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Tại thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, ông Lê Doãn Thỉnh được biết đến là người đầu tiên mạnh dạn thực hiện mô hình trồng hoa hồng trên diện tích 6.000 m2, trước đây là đất trồng lúa kém hiệu quả. 10 năm nay, ông Thỉnh đã cải tạo, quy hoạch và đưa vào trồng 15.000 gốc hồng với 3 loại chính là hồng nhung, hồng son môi và hồng phai. Với giá khoảng 5.000 đồng mỗi bông, trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Thỉnh thu về ít nhất 150 triệu đồng. Cái cây hồng thì nó có ưu điểm cái là một năm thì có thể là mình hỏng cái nượt này thì mình lại còn khôi phục được cái nượt khác, nó không như cái dòng cây khác. Đấy, nó chịu được cái hạn hán, nó chịu được, có thể là cái lụt nó chịu được hơn cái dòng hoa khác. Từ mô hình trồng hoa hồng của ông Thỉnh, nhiều người dân trên địa bàn xã Thanh Sơn đã học hỏi và làm theo. Hiện nay, tại địa phương có hàng chục hộ trồng hoa với tổng diện tích 5 hectare, chủ yếu là các giống hoa truyền thống như hoa hồng, hoa dơn, hoa cúc. Các mô hình trồng hoa đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Hiện nay, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy đang dần được biết đến là một trong những vùng hoa mới của thành phố. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình chuyên canh trồng hoa, đem lại giá trị kinh tế cao cũng như sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nông nghiệp trong những năm tiếp theo. Tin quốc tế, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuyên bố trên vừa được hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ đưa ra trong cuộc điện đàm vào sáng nay, mùng 6 tháng 4.
Trả lời phỏng vấn trước báo giới sau cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Nhật Bản đang tập trung chú ý đến phản ứng của Trung Quốc trước vụ phóng tên lửa đạn đạo mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay. Ông Shinzo Abe đồng thời cho hay Nhật Bản và Mỹ đều nhất trí cho rằng việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa là hành động khiêu khích nguy hiểm và trở thành mối đe dọa tới an ninh toàn khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo hai nước sẽ tích cực hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện các biện pháp đối phó với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm qua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực phía đông của nước này. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho rằng dường như loại tên lửa trên cùng loại với tên lửa đạn đạo tầm trung mà Bình Nhưỡng phóng thử hồi tháng 2 vừa qua. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa bằng việc áp dụng công nghệ nhiên liệu rắn cho phép thiết kế các loại tên lửa lớn và có tầm bắn xa hơn. Hôm qua, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ 6 nghi can trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tấn công tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg hôm 3 tháng 4, khiến 14 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho hay, những nghi can là công dân các nước Trung Á bị bắt giữ tại một căn hộ ở Saint Petersburg, bị tình nghi tham gia tuyển mộ các chiến binh cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Cảnh sát đã thu giữ điện thoại cùng nhiều ấn phẩm văn học Hồi giáo tại nơi ở của những đối tượng trên. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy 6 đối tượng này có liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào tàu điện ngầm tại Saint Petersburg. Trong một diễn biến liên quan, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp với Giám đốc Cơ quan Tình báo các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG tại Điện Kremlin để thảo luận về các biện pháp chống khủng bố mới. Phát biểu tại cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh bất cứ quốc gia nào trong khối SNG đều có thể trở thành mục tiêu bị tấn công khủng bố. Chính vì thế, các nước phải tăng cường hợp tác tiến hành một chiến lược mới nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố. Hiện các nhà điều tra Nga đang nỗ lực tìm manh mối xem Abadron Jalilov, nghi can được cho là thủ phạm vụ đánh bom nhằm vào tàu điện ngầm ở Saint Petersburg có liên quan tới IS hay không, và nếu có thì tại sao IS chưa tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã quyết định lùi thời hạn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết lên án vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria do Mỹ, Anh và Pháp đề xuất do vấp phải sự phản đối của Nga. Ngày 4 tháng 4, ba nước Mỹ, Anh và Pháp đã trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự thảo nghị quyết lên án vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết trên lẽ ra được tiến hành trong ngày hôm qua, nhưng đã bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối từ phía Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vladimir Safronkov cho rằng việc thông qua nghị quyết là chưa cần thiết trước khi tiến hành các cuộc điều tra một cách nghiêm túc về vụ việc. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley kịch liệt lên án vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib, trong đó trực tiếp lên án chính quyền Syria. Washington đe dọa sẽ đưa ra hành động đơn phương nhằm trừng phạt chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Trước đó, chính phủ Syria thừa nhận họ đã tiến hành các vụ không kích ở Idlib và bom rơi trúng vào một kho vũ khí của lực lượng đối lập. Nơi này trước đây từng chứa vũ khí hóa học. Moscow cũng xác nhận thông tin trên. Theo thống kê mới nhất, vụ tấn công tại Idlib hôm 4 tháng 4 đã khiến 86 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hôm qua, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực đông bắc của Iran, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều tòa nhà gần vùng tâm chấn bị phá hủy nghiêm trọng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng qua giờ địa phương tại tỉnh Khorasan Rajavi của Iran. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Hiện các nhóm cứu hộ thuộc tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Iran đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất. Iran là một trong những quốc gia trên thế giới thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất gây nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản. Vào năm 2003, một trận động đất mạnh xảy ra ở thành phố Bam phía đông nam của Iran khiến 40.000 người thiệt mạng. Một trận động đất khác xảy ra ở phía tây bắc của nước này vào năm 2012 cũng đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. Tạp chí Restaurant của Anh vừa công bố danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2017 tại lễ trao giải diễn ra ở thành phố Melbourne, Australia. Theo công bố từ ban giám khảo, nhà hàng Eleven Madison Park ở quận Manhattan, New York đã trở thành nhà hàng tốt nhất thế giới trong năm 2017 này. Nhà hàng Eleven Madison Park liên tục lọt vào top 5 nhà hàng tốt nhất thế giới trong danh sách do tạp chí Restaurant của Anh bình chọn suốt 4 năm qua.
nhà hàng nổi tiếng cùng với tên tuổi của đầu bếp Daniel Hum mang phong cách ẩm thực châu Âu hiện đại với những sáng tạo đậm chất New York. Giám đốc nhà hàng Eleven Madison Park vừa công bố từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 9 tháng 6, nhà hàng chỉ chuyên phục vụ thực khách với một thực đơn duy nhất có giá 295 đô la Mỹ với 11 món đặc biệt của nhà hàng, trong đó có những món nổi tiếng nhất do đầu bếp Daniel Hum thực hiện trong suốt 11 năm qua. Phần cuối chương trình thời sự như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất trong các chương trình thời sự tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.